Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Hai bạn giới thiệu về bản thân đi, mời em gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào anh Quỳnh Linh cùng quý vị khán giả ngồi đây. Em là Bùi Phượng, năm nay em 23 tuổi. Em đang công tác tại công ty thanh toán điện tử OnOnPay. Nhiệm vụ chính của em là làm về bộ phận nhân sự. Quê quán của em là Ninh Bình ạ. Rồi, dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thành Công. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 24 tuổi. Và hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Bên kia tên là Phượng, bên đây Thành Công. Phượng Thành Công. Được, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em chắc là em cũng được mọi người công nhận là vú nuôi công ty. Em nấu ăn cũng là tạm được. Trong các buổi tiệc thì chắc em chuyên là người gọi là vú nuôi, chuyên xào nấu các kiểu để cho mọi người ăn cho thoải quá mái. Quá tốt ha, hỗ trợ đậm đà. Em được cái nữa là tâm hồn ăn uống hơi cao. Đặc biệt ưu điểm chắc là ăn nhiều béo, cũng béo chị ạ. Cái mức độ gọi là 8kg mỡ dư thừa. 8kg mỡ dư thừa. Em cũng mong là mình giảm được, nhưng mà cái đấy nó xa xỉ quá chị ạ. Sao xa xỉ, giảm được mà em, trời mình ơi. Mình khó khăn quá. Chị cũng ăn nhiều nè, ham đi chơi, ham ăn lắm nè. Không sao đâu, ăn có sức khỏe cho nó đẹp. Rồi, nhược điểm của em chắc là nói nhiều. Chắc là gọi là bệnh nghề nghiệp. Một ngày mà em không nói được 1000 từ chắc là em gọi là tàu hỏa nhập ma luôn. Không nói là xì khói lên đầu luôn đó. Vâng. Phải không? Dạ. Rồi, ok. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em á là em có đủ sự chín chắn để quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho người mình yêu thương. Và cái thứ hai á là em không có hút thuốc, em không có cờ bạc hay là nhậu nhẹt. Chỉ khi nào mà em giao tiếp với các cấp trên thì em mới uống giao tiếp thôi. Rồi. Tốt rồi. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì thỉnh thoảng cũng ngồi cũng hay rung đùi. Rung đùi nhiều người rung mà. Đừng có rung quá, tao mỏi mắt thôi. Dạ. Với lại em cũng hay quên. Em đó có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua cũng hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất là mấy năm? Dài nhất là 2 năm. Sao chia tay? Do cái tính chất công việc của em á, cũng ít thời gian quan tâm á, cho nên vào một ngày đẹp trời, bạn đó đã có người khác. Nhớ chú ý điểm đó nha. Dạ. Quen cô đây là phải quan tâm nha. Bên đây mấy mối tình rồi em? Em cũng 2 mối tình ạ. Trước đây thì em yêu một anh chàng ngoài Hà Nội. Sau khi quá trình học tập thì anh ấy lại trở về quê. Thời gian không thể níu giữ chúng ta. Thôi là anh ấy vì là khoảng cách đôi ta nên là em chia tay. Vâng, nói chung là chia tay xong một thời gian thì em có yêu thêm một người nữa, cũng ở ngoài Hà Nội luôn. Dạ. Tóm lại thì cuộc tình của em thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ có tóm lại một hai từ là trai bỏ, trai bỏ, trai bỏ. Cả hai mối tình đều bị trai bỏ hết. Thôi bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ bổ sung cho cái tình yêu mới này đẹp hơn ha. Quan tâm và ít nói chút xíu. Bạn gái, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em thì cũng khá đơn giản đấy ạ. Cũng là một người ít nói, biết lắng nghe một chút, biết chia sẻ một chút. Có nghĩa là khá là người trung thủy. Tại vì cuộc sống mà cũng nhiều điều. Đừng có bỏ bạn gái nữa ha. Đúng rồi ạ. Bên đây ít nói đó, đúng luôn rồi đó. Có cái gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc, quá ngon rồi. Có cái hình mẫu lý tưởng không em? Chắc là da ngăm ngăm một chút. Ngăm ngăm ha. Vâng, với em thì quan điểm là trai đẹp thì của người ta, còn trai xấu mới là của mình. Quan điểm vậy rồi mà vẫn bị trai bỏ. Nào thiệt chứ, tức thiệt luôn. Còn bạn trai, còn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ. Dạ. Kia đây là ngon. Chuẩn dạ. Luôn. Ừ. Quan trọng là biết quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em. Và phải biết được cái tính chất công việc của em mà thông cảm cho em. Cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, em không thích bạn đó xăm mình nhiều hay là cờ bạc, rượu chè hay gì đó. Gái nào mà ghê vậy? Tính của em thì nó vốn hiền. Hiền từ nhỏ, hiền như con gái vậy á. Nhưng mà cuối cùng giờ em có là con gái không? Có cảm giác tự nhiên thích con trai không? Dạ không anh. Nhưng mà hồi nhỏ em toàn chơi với con gái. Em chơi toàn mấy trò bánh đũa hay là... Trời ơi. Giờ em còn chơi bánh đũa không? Dạ không. Em chơi tới năm lớp 5 á là em mới nhận ra em là con trai. Em là con trai. Rồi lúc đó em mới thích những cái trò chơi của con trai. Nhưng sao con mắt phải tụi nó giật dữ vậy ta?
Rồi em chơi với bạn trai thì em chơi trò chơi gì? Em toàn là bị mấy thằng đó ăn hiếp không mà chị. Ăn hiếp không à? Dạ, hiền quá nên bị đè đầu cửa cổ luôn á. Ở đây em có khóc không? Tới năm lớp lớp 9 luôn em mới hết khóc á. Em kể thử em một cái kỷ niệm nào mà em bị mấy bạn trai ăn hiếp em kể. Cái đó là bị ức hiếp luôn á chị. Ức hiếp sao rồi một cái trường hợp? Bị đấm vô mặt nè. Có lần á, năm đứa nó xúm lên, nó lôi em lên sân thượng á. Nó lột đồ em hết trơn luôn. Nó tưởng em là con gái hả hay sao mà lột đồ em? Dạ không có, tại nó em không chơi tụi nó, em ngồi tự kỷ của mình á. Không, nó không có ức hiếp em, nó có không có. Nó chơi nó phá gì á anh. Lột đồ làm gì? Kiểu như chọc vậy, chờ em quần tà lõn vậy. Xong rồi em phải chờ tới tan học em mới dám xuống hình, mới bỏ đồ em trong lớp. Rồi bây giờ lớn lên còn bị ăn hiếp không? Dạ không, qua cấp 3 cái là hết rồi. Bây giờ em mạnh mẽ chưa, em men chưa? Dạ giờ em rất là mạnh mẽ. Bây giờ em có hiếp được ai chưa? Dạ em không có. Mạnh mẽ quá, giờ em mất mạnh mẽ. Dạ em chưa bao giờ ăn hiếp ai hết chị. Nhất là đối với phụ nữ, em chưa bao giờ lớn tiếng hay là dùng hành động gì hết á. Dạ. Giờ quay lại cái vấn đề nè. Nãy giờ em chưa có nói là cái mẫu người lý tưởng của em sao? Cái về em có hình mẫu lý tưởng gì không? Nói sao ta? Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương. Bích Phương. Nãy giờ em nói chuyện cô bên này, em hình dung cổ như thế nào? Ăn mà dư 8 ký mỡ. Chắc cũng hơi tròn tí. Hơi tròn, ở gì nữa? Mặt cũng hơi tròn tí. Em đoán là chắc chắn là dễ thương. À, sao tự nhiên không thích người ta xăm mình? Nếu mà nhỏ 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 này á, dễ thương thì được. Chứ mà xăm bệ gì... Em phải có bạn gái xăm bệ vô, em dẫn đi mới ức hiếp mấy anh kia lại được. Chứ để mấy anh kia đang hiếp em sao? Dạ thôi, là phần lớn là gia đình của em không có chịu. Khi nào đám cưới? Sang năm chị. Sang năm được. Giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà của em, tại em cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, em có nhà riêng. Ồ, có nhà riêng luôn rồi. Vậy tốt quá ha. Mà rung quá giờ rung nói chuyện mà mặt giật kia nè. Tôi đâu có ăn hiếp đâu. Với lại bây giờ lớn rồi, ai ăn hiếp mình phải phản công lại chứ. Bạn nữ bên kia nếu mà có lấy về á thì bạn từ từ dạy bảo mình, bạn đừng đánh mình nha. Đừng đánh mình nha. Trời ơi trời. Sao em? Nãy giờ nghe ảnh chia sẻ cảm giác em thấy làm sao? Em thấy anh thuộc tiếp người ít nói á. Tội nghiệp em trai tôi quá. Nhưng mà ảnh bị ăn hiếp quá vậy, em nghe kể em thấy thương không? Thương chị ạ. Rồi ảnh không bảo vệ em được rồi sao? Không, chắc em bảo vệ anh cũng được á. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Rồi. Dạ, em hiền nhưng mà em có thể nếu mà có cái trường hợp nào đó bất trắc á, em vẫn có thể tự bảo vệ được. Bằng cách em, nào? Em có về thể lực và em cũng có võ nữa. Em có học võ karate được 2 năm. Ồ, luôn ghê, hả? Ghê, ghê. Một chút múa võ cho em coi nha. Em không dám. Chào em gái. Chào anh ạ. Em thấy anh khỏe không? Khỏe. Nói chứ nãy giờ chọc bạn bên trai bên đây thôi. Bạn bên đây rất là hiền. Bây giờ bạn bên đây đồng ý thì chừng nào em sẽ cho người ta bước tới? Càng sớm càng tốt anh ạ. Bây giờ em nghe anh ấy nói em thấy có hợp gì tính với mình không? Cũng một phần nào đấy ạ. Bên đây 24 tuổi nhưng tính còn rất con nít. Còn em 23 tuổi nhưng mà tính em phải nói là rất là cứng á. Tính tình em rất là bản lĩnh luôn á. Em có sợ nghĩ rằng mình sẽ là người là làm chủ, thậm chí làm trụ cột gia đình luôn không? Thực ra thì với thiên chức của người phụ nữ Việt Nam ấy, có một cái phần nào đấy luôn luôn là người đứng sau một người chồng của mình để thúc đẩy cái công việc, luôn là người phía sau để ủng hộ cho tất cả những cái quyết định. Em có thích lấy con trai miền Nam không? Em cũng chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Hay dễ thương lắm, anh thấy được á. Hôm nay em đi với ai em gái? Trai, ha? Hôm nay em đi với em họ của em. Rồi, để chị nghe ý kiến của gia đình em ha. Chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Em tên là Thắng, em là giai em họ nhưng mà có thể là lớn tuổi hơn Phượng. Thì em thấy Phượng là một người rất là mạnh mẽ và cá tính, rất là quyết đoán. Còn bạn Nam bên đây thì em thấy anh ấy rất là sáng sủa, cũng dễ thương. Với hai là khi mà anh này chia sẻ thì em thấy là có thể là trong cuộc đời nó có duyên á. Nếu mà có nên duyên vợ chồng hay gì nó có sự bù trừ á, rất là hay. Nếu mà nên duyên được thì rất là tốt, rất là hay. Mình thấy nên có cơ hội trao cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với em họ và người đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em là Tĩnh, em họ của anh Công. Dạ, em thấy chị bên này thì rất là dễ thương, xinh xắn. Còn anh Công của tụi em thì ưu điểm thì rất là hiền và ít nói. Anh này hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Còn anh có cái khuyết điểm là hay quên. Em thấy là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau, trao đổi với nhau nha. Mở rào. Ừ.
Đó. Em chào anh. Anh chào em. Hôm nay em có cái cây này tặng anh, đây là một trong những cái cây yêu thích của em. Anh cảm ơn em. Dạ. Anh cũng có cái món quà này cho em, là anh có tự tay vẽ bức tranh này. Dạ, cảm ơn anh. Anh đưa cho mọi người thấy, gia đình thấy có đẹp không? Đó. Yeah. Rồi, mời các bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau thế nào đó? Hai người quay mặt nói chuyện. Gì vậy? Xoay qua đây chứ tự nhiên xoay qua anh kia là sao trời? Dạ, em cảm thấy bà nữ này rất là dễ thương. Ngoại hình cân đối, cũng hợp với em. Nãy giờ bạn gái cũng đang lo lắng về em đó. Em có thể hiện vài miếng vỏ thử coi. Ở đây em không dám, chỉ khi nào mà có phòng vệ. Không thì thử coi, thí dụ ví dụ thử coi. Vậy em xin phép múa sơ. Đúng rồi, bài quyền ha. Múa một vài bài quyền thôi. Rồi, thử thêm. Nào, 2, 3, bắt đầu. Đó. Sẵn đứng hát luôn, hát luôn. Hát luôn, biểu diễn bạn gái coi luôn. 2, 3. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim hồn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự mến yêu. Em thấy anh mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ lắm. Bây giờ em cảm nhận nãy giờ những phút giây giới thiệu em, em thấy thế nào? Bây giờ khi mà được nhìn thấy nhau thì thấy là anh ấy khá là hiền, nhưng mà khỏe mạnh cái này quá, em sợ quá. Nhỡ về nhà ăn hiếp nhau thì không sao? Có đâu, nói vậy thôi chứ dễ thương lắm, không ăn hiếp. Khóc rồi kìa. Khóc nha. Anh có chia sẻ là mình không thích cô gái có hình xăm ấy, nhưng mà em lỡ có hình xăm rồi bây giờ làm sao ấy? Là hình xăm nhỏ dễ thương không có sao. Anh chỉ sợ mà chơi một bể nguyên người hay là nguyên con đại bàng gì đó. Nhưng mà thật ra đối với anh á, mà đến bằng tình cảm thực sự á thì anh không có quan tâm, chứ cái này là quá bình thường thời buổi hiện giờ. Với lại ba mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Nếu mà quen lâu dài thì anh có bắt em về ở làm dâu không, hay là mình sẽ ở riêng? Ta có nhà riêng rồi, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Anh có công việc của anh có phải thường xuyên đi công tác sao? Không em, anh chỉ đi vòng vòng thôi. Nếu mà có gia đình rồi á, đúng 6 giờ anh sẽ có mặt nhà. Nếu mà anh có cái tiệc tùng nào đó, anh cũng sẽ báo cho em biết một tiếng. Anh chỉ mong em là hiểu cho cái tính chất công việc của anh. Nhiều khi em nhắn tin qua, nhưng mà anh không thể trả lời liền được. Anh rảnh lúc nào anh sẽ nhắn tin lúc đó. Bố mẹ và gia đình của em thì vẫn ở quê, tức là ở Ninh Bình á. Bây giờ chỉ có một mình em ở đây thôi. Nhỡ mà có vấn đề gì về cuộc sống ấy, thì em có thể được về nhà không? Thì khi nào em muốn là em về, thì em nói cho anh biết một tiếng để anh sắp xếp. Rồi, bây giờ nè, tỏ tình sao cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với mình đi. Giờ mạnh mẽ lên nè, thể hiện tính coi như là bản lĩnh đàn ông nè. Em làm bạn gái anh nha. Anh làm em này là em khó nói quá. Cho anh nắm tay cái đi, anh cảm nhận cũng được rồi quyết định. Mình sẽ bấm nút mình quyết định. Lâu lắm rồi mới được nắm tay. Anh cũng lâu lắm rồi anh mới được nắm tay. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình bấm nút là hẹn hò, trao duyên cho nhau và tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Chúng ta tự nguyện, tự suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nào. Rồi hôn bạn gái một cái nè. Rồi nói gì không phải vậy đâu nha. Rồi. Đó tín hiệu của bên chương trình không ạ? Thì đó đó anh ạ. Rồi ok, bây giờ anh thoải mái, anh tự nhiên tự tin lên thì mình mới đậu được vòng casting nha. Bây giờ anh cứ thoải mái chia sẻ với lại tụi em về cái người mà anh muốn tìm kiếm nhá. Dạ. Rồi ok. Anh giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân của anh, họ tên, ngày tháng năm sinh, tuổi tác. Mình tên Linh, Quách Văn Linh. Giới tính là nam. Năm nay là 29 tuổi. 29 tuổi là sinh năm 93. 93. Rồi. 93 năm nay 31 mà. Ồ bé. 29 đâu có sinh năm 93. Năm nay 30 rồi ông nội ơi. À thì 30 đấy. Rồi ok, 30 tuổi rồi. Công việc nghề nghiệp
Mình hiện tại thì đang bán quán cà phê ở nhà. Chủ quán luôn hả bác? Chủ quán đúng rồi. Quê quán ở đâu? Đang ở đâu? Mình quê của mình là ở Ninh Bình, còn hiện tại mình đang ở Vũng Tàu. Anh vào Vũng Tàu lâu chưa? Mình đẻ ở đây. À, đẻ sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Đúng rồi. Vũng Tàu rồi. Tại sao anh biết đến bạn muốn chưa hẹn hò và mục đích anh đến với chương trình là như thế nào? Mình có thường xuyên xem chương trình này trên TV. Mình thì cũng chưa có người yêu nên là mình muốn thử xem là có thể tìm được người yêu ở đây không. Thử xem. Rồi bây giờ anh là một con người như nào, anh miêu tả cụ thể để cho chúng ta cùng hiểu nhau hơn nhá. Anh là con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Mình là một con người bình thường. Điểm mạnh của mình là tự tin trước đám đông. Điểm yếu là những cái gì ta? Mình có cũng... cái gì mà anh dở so với người ta, cái đấy sẽ gọi là điểm yếu đấy. Mình thường chậm hơn người khác. Chậm á? Đúng rồi. Chậm rồi, ok, bây giờ cụ thể cái việc mà chậm là như thế nào? Cụ thể đi, cụ thể là chậm trong hoàn cảnh nào ấy, Suy? Chậm thì ví dụ như mình học hành mình không bằng người ta. Thì người ta thi tốt nghiệp thì có 5 đậu thôi, mình thi tới 3 năm mới đậu. Nhưng mà về hành động hay là thái độ hay là hành vi mình có bị chậm không? Không, cái đó thì bình thường. Rồi, bây giờ thu nhập bình quân một tháng của anh kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Được khoảng 5 đến 7 triệu. Chủ quán cà phê mà 5 đến 7 triệu nhá? Phải thôi. 5 đến 7 triệu. Cho em hỏi xíu nhá, 5 đến 7 triệu ấy thì anh có tính là mình xác định chuẩn bị con đường dài để mà bây giờ có người yêu vào rồi xong rồi mình sẽ kết tiến tới hôn nhân không? Có thì mình trước mắt là quán cà phê mình cũng mới khai trương thôi chứ không phải là bán lâu rồi. Mới mở được có 1-2 năm nay thôi. Thì sẽ phát triển lên chứ. Bán cái này thì mốt là lấy vợ. Rồi. Chị đã chuẩn bị, ý em là đã chuẩn bị được cái gì không? Ví dụ như nhà cửa hay là tiền tích cóp hay là cái gì này kia để mà lấy vợ chưa? Nhà thì nhà mình ở đây rồi, còn bên cạnh thì có cái mặt bằng của nhà mình cho thuê. Nhà ở, có nhà ở tại Vũng Tàu luôn. Đúng rồi. Và một mặt bằng đã cho thuê nữa. Đúng rồi. Rồi. Và tình trường của anh như thế nào? Anh trải qua mấy mối tình rồi? Mình thì chưa có mối tình nào hết. Tại sao vậy? Mình không biết, mình cứ để ý một em nào đó nhưng mà cuối cùng cứ đường thời gian là em đi lấy chồng. một thời gian này em đã đi lấy chồng luôn. Đúng rồi. Nhưng mà đã tỏ tình với em nào mà thành công hay thất bại gì chưa? Chưa. Kiểu là không dám tỏ tình hay sao? Thì mình cũng đã nói tỏ tình nhưng mà mấy em cứ xem như mình như trò đùa. Rồi, anh có tài lẻ ca hát văn nghệ này kia gì không? Có chứ, mình hát trước đám đông được. Rồi, hát thử em nghe bài vui vẻ ngay bây giờ. Vui vẻ à? Hát bài gì cũng được, tùy, thích hát gì cũng được, thích. Thế vậy hát bài buồn đi. Buồn đúng không? Được rồi. Mình sẽ hát bài... Nhậm. Con đường mưa. Con đường mưa của Ca Thái Sơn. Rồi. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậu thì anh đã không đậu. Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em. Làm sao để đường xưa đừng ít phút chân anh mỗi ngày. Làm sao cho lòng anh tôi gọi tên em trong giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu được rơi khi anh đang nhớ em. Được sau khi thấy mưa anh không buồn. Làm sao để quên niềm vui, niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên
cùng anh là em tới cũng muốn làm sao để tôi chờ mong đắm tin tôi được ta ai thấy em quay về. Rồi, ok, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình cái mẫu người như thế nào thì anh miêu tả cụ thể cho tụi em nha. Để tránh trường hợp mà tìm người không đúng ý của anh ấy, xong anh em mình lại không có hài lòng với nhau nhá. Ok, bây giờ trước mắt là về ngoại hình. Ngoại hình thì nói chung là dáng phải cao cao tí để, cụ thể là mấy em chân dài ấy. Mấy em đòi hỏi quá. Đừng có lùn quá thì về thì... Rồi, bạn cao nhiêu nè? Mình cao 1m6. Rồi, đòi bạn gái là phải cao 1m70 hả? Không, nói chung là thấp hơn mình là được. Rồi, đi vậy đâu phải là chân dài. Đòi bạn phải á? Thì nói chung là chân thấp hơn mình chân lùn. Bây giờ là mét mấy? Chừng 1m50 được. Thì đó, cũng không phải là chân dài đâu. Đâu vậy hả? Mignon. Mignon ở đó. Tại vì nếu mà lùn quá thì đến lúc mà có cảnh kia nó khó. Cảnh gì cha? Hôn nhau chẳng hạn. Ok rồi. Mà mặt mũi sao? Mặt mũi thì nhìn dễ thương, ưa nhìn. Dễ thương, ưa nhìn. Xong. Tưởng tượng ngay trong đầu anh ra một cái người nghệ sĩ hoặc là một diễn viên hoặc một ca sĩ nào đó mà bản thân anh thấy gần gần giống với cái mẫu người của mình đi. Hay ta. Một cô ca sĩ là mà anh ấn tượng đó. Mule, rồi. Tiếp theo là tuổi tác của bạn đó thì sao? Tuổi tác thì ít hơn mình 1-2 tuổi cũng được. Ít hơn 1-2 tuổi, lớn hơn 1-2 tuổi được không? Được. Lớn hơn 1-2 tuổi. Vị trí vùng miền. Vùng miền thì đừng có ở miền Trung hay là Thanh Hóa là được. Mãi thì đều được hết. Nghĩa là không kỵ miền Trung, Thanh Hóa. Thí dụ nhá, bây giờ anh sống ở Vũng Tàu mà bạn gái ở Sài Gòn chấp nhận không? Ok, quá đẹp luôn. À được, bạn gái ở Sài Gòn được luôn đúng không? Có chịu khó lên đây được không? Săn sóc người ta được không? Thì mới gọi là tiến được tới hôn nhân á. Ông kia lên săn sóc thì chắc chắn là sẽ có. Nhưng mà bây giờ Zalo, Facebook đầy đủ hết rồi. Cần thiết là nhắn tin cái là lên thôi. Có nghĩa là anh thoải mái về cái vấn đề mà yêu xa này kia, tin tưởng nhau đúng không? Đúng rồi. Xong rồi bắt đầu mới hai người bây giờ thì bên chương trình tạo điều kiện cho. Xong quan trọng là về hai người bắt đầu mới điêu điếc này kia với nhau. Còn tiếp theo đấy, nếu mà tìm được cái cô gái là mà đúng ở Vũng Tàu ấy thì lại là quá tuyệt rồi nhá. Rồi. Ok, bây giờ nghề nghiệp của bạn đó thì muốn như thế nào? Bạn ấy làm ngành nghề gì thì phù hợp với mình? Tại vì nhà mình là có một mặt bằng cho thuê rồi, cho nên là bạn ấy chỉ cần về đây phụ mình bán cà phê với lại quản lý cái mặt bằng đó thôi. Trời ơi, đại gia rồi. Nói chung là về làm vợ đấy. Rồi. Ok. Rồi. Bây giờ con gái thì ok, mấy cái tiêu chí này thì bọn em sẽ note. Nhưng mà đây giờ có một cái vấn đề nữa ấy, là người ta nếu mà là người đã từng đổ vỡ được không, hay là cần phải con gái mà chưa lấy chồng từng đổ vỡ hả? Ừ. Có con được không hay không có con? Có một con được. Ừ, chắc chắn nhá, lúc cãi anh em cãi nhau. Rồi. Có nghĩa là đây là chỉ là những yêu cầu ban đầu thôi. Cái buổi đầu tiên để làm quen mình sẽ hỏi hết những cái vấn đề với nhau, chứ chưa chắc là bên chương trình sẽ ghép cho anh những người như thế. Lúc nào cũng ưu tiên những cái option tốt nhất đối với lại người tham gia, yên tâm nhá. Rồi. Một buổi phỏng vấn bạn muốn hẹn hò thì chủ yếu là để xem cách anh nói chuyện và trả lời như thế nào khi mà lên chương trình á. Cho nên tất cả mọi cái thì anh có thể anh tự chủ động, tự tin nói chuyện và chia sẻ hết với em ha. Rồi. À, bây giờ anh chia sẻ giúp em về họ tên, thông tin, tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán của anh đi. Em là Thân Hoài Nam. Em năm nay em sinh năm 97. Em đang làm quản lý tòa nhà ở quận 1 đó chị. Thì công việc là nhân viên văn phòng. Quản lý tòa nhà ở quận 1 là tòa nhà nào em? Tòa nhà City Line. Tòa nhà City Line hả? City Line. Dạ.
Em lớn lên nhỏ ở Sài Gòn không chị? Ở Sài Gòn luôn á. Quê quán Sài Gòn. Hiện tại là em đang ở chung ba mẹ hả hay sao? Dạ đúng rồi, đang ở với ba mẹ. À, là nghĩa là mình cái nhà đó là nhà mình có nhà riêng rồi đúng không? Dạ đúng, có nhà riêng. Trời ơi, ổn định, ngon lành rồi. Chị hỏi xíu nha, hiện tại bây giờ cái thu nhập của em làm ở cái đó là bao nhiêu? Thu nhập. Dạ, 8 triệu. Thu nhập 8 triệu một tháng rồi, ok. Rồi bây giờ em, nếu mà là chương trình đó, mình em có nhóm mình có tài lẻ nào không? Ca hát múa cột gì không? Em thì Lâm nói rồi, em mấy đó em chưa biết. Ủa, tùy em đi hát hả? Chừng nào trước giờ em đi hát, không hay đi hát karaoke với bạn? Thì không, em nếu mà biên đạo nhảy thì em biên đạo được thôi, chứ em nói chung trong một cái sự kiện nào đó thì em mới làm được, còn mà kêu đột xuất vô khiển thì hên xui. À, nói chung là em nhảy đúng không? À dạ, em biên đạo nhảy cho công ty mà. Rồi ok, ví dụ như lên chương trình ha, là em có thể nhảy một đoạn nào đó thể hiện tài năng của mình nha. Ờ, hơi khó rồi, tại nhảy nó tùy thuộc cảm xúc nên là em cũng không chắc chắn được. Rồi thôi, cái này để cái gì tính sao ha. Rồi cho chị về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh này hướng ngoại. Điểm mạnh là em hướng ngoại, em được bạn bè tin tưởng, thường mấy cái nói chung là tụ tập là em là thường được giao nhiệm vụ là set up mọi thứ là trung tâm á. Chủ ghèo là em còn đi đầu không à, nên bạn bè tin tưởng em chuyện đó. Còn điểm yếu thì nhiều, hay quên. Hay quên rồi, quên sao em? Nhiều quá, khi mà chỉ biết thông tin chị. Trước khi nào cho người ta mượn tiền sao mà quên không? Dạ cũng có, cũng bị bịch nhiều. Trời ơi. Rồi bây giờ em có sở trường ý là ngoài những cái đó ra thì cái tính cách của em, cái em dạng như bản thân mình có cái gì nổi trội không, em cảm thấy không, tính cách về tính cách của mình đó. Dạ, dễ phát triển với người khác nên em nói chuyện với người ta người như người lạ, như cũng như người quen à. Mấy người công ty cũng nói sao, ủa mày quen người đó hả? Nó dạ không, cũng quen gì đâu, nói chuyện bình thường thôi, chung không có ngại gì lạ. Mạnh nhất luôn á. À, điểm mạnh nhất. Rồi, còn cái điểm cái nào, cái em cảm thấy mình có nhược điểm nào nữa không? Thì hay quên đó chị. Rồi, chúng mày đó? Ôm nhiều việc quá là nhược điểm. Rồi, bây giờ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nè? Em đi học đi làm, em vô khuôn ba mẹ rồi. Chưa. Chưa bao giờ. Chưa chị. Trời, ai nói không tin mà thật sự vậy. Tân đã cho lúc đi học không có? Không có vậy, em đi học em đi về thôi. Có trước giờ chẳng lẽ không hôn không nắm tay bạn gái nào luôn, chẳng lẽ không có rớt ai luôn? À, dạ không, thời gian đầu năm chị. Không cha. Sao ai nói cũng tỉnh ta, có đi lên em lên đây chị. Rồi ok. Bây giờ cái mong muốn tìm kiếm bạn gái mình là như thế nào nè? Giống chị Ngọc Lan vậy, có giống chị Ngọc Lan là được. Hả? Là có nghĩa là em muốn gái một con hả? Dạ không, ý là cái hình mẫu giống chị Ngọc Lan. Em cũng biết đang vậy, đang nói chuyện với chị Ngọc Lan phải nghe giọng giống. Ai? Chị hả? Rồi, ngoại hình á là mập mập tròn tròn giống chị Ngọc Lan vậy hả? À, dạ đúng rồi. Nếu mà được thì được kiếm bạn trên văn phòng giống em vậy, tại hai người nó thuận thời gian rảnh, đi làm cũng giống nhau cho nên thời gian rảnh nó sẽ chung, dễ hẹn hơn chị. Ừ. Rồi còn quê quán em mong muốn mãi ở đâu? À, dạ ý là gần gần Sài Gòn là được rồi, đừng đi xa. Không thích yêu xa hả? Tốt về quê tốt kém. Ôi em là anti yêu xa chị ơi, em ai yêu xa là em tự. Em bạn luôn. Rồi về tuổi tác nha, em mong muốn bạn gái của em là khoảng tầm bao nhiêu nè, cho chị con số nhất định đi, từ khoảng bao nhiêu. Dạ chắc bằng tuổi em thôi.
nhỏ hơn em hoặc là lớn hơn em bao nhiêu tuổi chẳng hạn vậy? Dạ, cho chị có 2 số tuổi luôn. Dạ, dạ, anh chắc 1-2 tuổi là được rồi chị. Lớn hơn 1-2 tuổi đúng không? Rồi, còn nhỏ hơn thì sao được không? Dạ được chứ, bằng nhỏ hơn quá tốt quá chứ. Nói chung cùng cái hệ là được. Ừ, rồi, ok rồi. Về ví dụ như nghề nghiệp là nhân viên văn phòng, rồi ví dụ như thu nhập bạn ấy là em có mong muốn bạn ấy thu nhập như thế nào không? À dạ không, chung vậy nó càng cao thì càng, nói chung vậy nó vừa vừa với em là được. Tại cao quá thì không, mình không tới. Rồi nếu mà thấp hơn thì sao? Để thấp hơn càng tốt chứ sao? Còn thất nghiệp luôn được không? Thất nghiệp, dạ được luôn. Tới đó kiếm việc làm chị. À nói chung là thất nghiệp được ha. Dạ, cao, cao hơn thì hơi ngại đúng không? Mà cao hơn cũng được, nói chung tùy tùy lên đó gặp mới biết. Nói chung cũng khoảng khoảng, đừng có chênh lệch nhiều quá. Chứ bạn nó hai chục. Em về chiều cao thì em mong muốn là bạn gái em cao bao nhiêu, em cao bao nhiêu mét? Dạ em 1m71. Trời ơi cao vậy. Dạ cao chứ. Rồi nếu vậy thì em mong muốn bạn gái em cao nhiêu, 1m55 không? Dạ, nói chung 1m85 là đẹp rồi chị, 52 cũng được. 1m52 cũng được luôn. Nói chung trai cao trái lùng. Là 1m52 mà còn tròn tròn nữa. Rồi nó thảnh gì trời. Nói chung là vừa người là được đúng không? Dạ. Nói chung nhìn tướng hợp, tương xứng là được. Rồi ok, em còn mong muốn gì ở bạn trai nữa không nè? Ơ lộn, bạn gái, lộn, xin lỗi. Dạ không, em đâu có tiêu chuẩn gì đâu. Dạ rồi. Vậy là được rồi chị. Ok. Rồi đây chỉ là một cái bộ phỏng vấn thôi ha. Nếu mà ví dụ như em được lựa chọn vào chương trình đó thì sẽ có một biên tập làm việc với em sâu hơn nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị.